Xin tắc. Xin chào tất cả mọi người, mình là kênh ở Dương Béo đây. Thì mình đang đứng sau, các bạn thấy không? Trời thì nắng chang chang này đúng không? Thì đằng sau mình đây là một cái công viên. Mình đang đứng ở trong một cái công viên, người ta gọi công viên Mai Dịch. Thì công viên này nó có cả cái quả đồi này, các bạn thấy không? Trồng. Đấy. Và sau mình đây có cả hồ hiếp các thứ đây. Và đây cũng có bác đang đi tập thể dục ở trong công viên. Để nói về Stepan thì các bạn biết rằng là trong mấy ngày hôm nay ấy, thì Stepan phải nói rằng là đang có những cái vấn đề. Đầu tiên mình phải kể đến là liên quan đến vấn đề là một trong dép của Stepan đã có những cái lời nói phản cảm đối với những người Trung Quốc. Và đặc biệt nữa là cái chính sách của Stepan đã thay đổi. Và thực ra nó không thay đổi. Nếu đúng ra thì từ trước đến nay thì các bạn biết rằng là Stepan chưa bao giờ là ghi một điều gì nữa là cho phép hay là đồng ý cho gọi là những người đang sinh sống ở đại lục, có nghĩa là Trung Quốc ấy, là sử dụng phần mềm Stepan để mà đi bộ kiếm tiền. Họ sẽ tìm mọi cách để họ làm. Tại vì thưa các bạn là ở Trung Quốc họ cấm crypto. Chính điều đó thì các bạn biết rằng là dân số của Trung Quốc rất là lớn. Và ở đó họ có rất nhiều trại. Ở đây người ta gọi trại mở ngoặc đóng ngoặc, gọi là trại min dày. Cho nên họ xả rất là lớn. Đặc biệt là cái điều đó nó dẫn đến cái sự bán tháo của giày của các hệ luôn, kể hệ BSC và hệ SO. Và cũng như nói thật bên luôn cả là ZT, đồng tiền ZT. Cái chuyện đó nó dẫn đến cái hoang mang của thị trường. Và rất nhiều người ta đầu tư rất lớn vào cho Stepan. Hiện tại bây giờ họ rất là hoang mang. Trong đó có cả mình hoang mang đấy thưa các bạn. Nhưng không sao, thưa các bạn vẫn chăm chỉ. Và đây thưa các bạn, giữa trưa nắng này mình vẫn đi đây. Và mình lại tiếp tục đi, vừa đi vừa nói chuyện các bạn nhé. Chả có gì các bạn. Mình đi một tí cho các bạn biết, dù có rẻ hay đắt thì vấn đề phải nói các bạn biết là thì cái vấn đề sức khỏe vẫn rất là quan trọng. Nhiều lúc thì chúng ta cứ nói là sức khỏe ABC nào đó thì chúng ta có thể là bỏ qua được tất cả mọi chuyện. Nhưng thưa các bạn, nếu không có phần thưởng xứng đáng thì thưa các bạn, cái tinh thần, cái ý chí của chúng ta không tốt được. Thì thôi, mình lại tiếp tục đây. Nhưng mà nếu mà thật sự mà đồng ZT nó cao ấy, có những phần thưởng lớn liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là ở đây là thu nhập thật sự ấy, thì thưa các bạn là rất là hứng thú. Lắng nhan trang, nhiều người vẫn đi. Mưa, mọi người vẫn đi. Nhiều lúc mọi người không chứng kiến cái cảnh, mình nghĩ cái cảnh kể bản thân mình, thì thưa các bạn, mưa to luôn, ngập, vẫn đi dưới trời mưa, vẫn mặc áo mưa, vẫn đi. Và tạo lên một cái tinh thần thể thao của Stepan rất là tuyệt vời. Và hôm nay đây mình chứng minh cho các bạn trời rất là lắng. Tuy là giờ phút này thì ánh nắng đang xuống đúng không, nhưng không sao, mình vẫn hoạt động. Nó mát mát một tí thôi, mồ hôi ra nhễ ngoại. Thực ra mình chỉ đi khoảng 3 e để cho các bạn thấy rằng cái tinh thần thể thao thôi. Đấy. Đấy. Để cho các bạn nhìn luôn nhá, đằng trước nó như nào nhá. Tất cả kiên trì các bạn, chúng ta phải vượt qua khủng hoảng này. Đầu tiên thì có thể một tháng, mấy chục ngày về bờ, đúng không các bạn? Nhưng mà không sao. Cứ không sao các bạn, cứ kiên trì miệt mài được các bạn. Mình vẫn kiên trì đây. Đấy. Thưa các bạn, một e đầu tiên đã đổ. Chúng ta cứ thật kiên trì các bạn. Mình nghĩ rằng nếu mà kiên trì thì không có gì là chúng ta phải sợ. Đấy. Ra mồ hôi sướng các bạn. Mình biết rất nhiều cái tâm trạng. Mình sẽ cho các bạn thấy cái bộ mặt tâm trạng khi mà giá ZT cao, mà những người đi Stepan, tham dự Stepan thể dục kiếm bao tiền thì mặt như nào nhá. Sướng. Nó phải như này. Wow. Trời dù lắng chang chang, dù có bão tố, dù có mưa, vẫn sướng các bạn. Nhưng mà khi mà ZT, đồng tiền ZT của nó, xin lỗi các bạn, mà thấp ấy thì mặt như này các bạn ạ.
Toang rồi. Toang rồi. Dự án sập rồi. Đẹp thế này thì lo. Kệ đi các bạn. Chúng ta có những người lạc quan ấy, trước mặt đông người thì giả vờ úi giời vô tư đi, úi giời anh chưa về bờ đâu, làm về sức khỏe mà, nhưng về nhà thưa các bạn, đó là chuyện bình thường các bạn. Người ta gọi đó là gì? Đó là những cảm xúc bình thường của mỗi con người chúng ta. Mà khi có những cái sự việc nó không như mong muốn, và cũng như những cái kỳ vọng của chúng ta nó bị mất đi. Ok, nhưng mà cứ phải, vẫn phải siêng năng, kiên trì. Một tháng, hai tháng, các bạn cứ xem. Có gì đầu tư ra bây giờ các bạn, coi như bạn xây dựng một cái cửa hàng online đi, mỗi ngày vẫn kiếm mất tiền, giống như cửa hàng kinh doanh bình thường vào thời kỳ Covid ấy. Không có khách, thu nhập thấp thế thôi. Mình cứ nghĩ thế, thì giờ phút này thế. Một tháng, hai tháng, ba tháng thì mình nghĩ rằng nó cũng làm cái gì đó, nó không không quá quá tệ. Nhưng ở đây người ta có cái suy nghĩ cũng có lý đấy các bạn. Nó có một vấn đề khác. Vấn đề ở đây ấy, là những cái game online hay những dự án crypto ấy, nó hay bị chết giữa đường. Chết giữa đường là gì? Là nó đang đi, nó đang chạy và nó bị bay màu. Điển hình được vừa rồi các bạn thấy rằng là Lula đúng không? Đồng tiền Lula và UST. Cho nên là nhiều người ta lo lắng thế. Cho nên là ta rất mong muốn lấy về cái vốn. Nhưng quan trọng là chúng ta phải nghiên cứu là cái đường đi ý. Cái đường đi ở đây là gì? Mình chỉ mong muốn các bạn nghĩ rằng là cái đường đi ở đây ý, là nó vẫn còn sống. Có cái dự án vẫn còn tồn tại. Mà khi dự án tồn tại thì chỉ Dương Béo tin chắc rằng là các bạn không phải lo. Và thưa các bạn đấy, thực ra lúc trước mình đã đi rồi, thì đã xong cái phần buổi chiều, trưa đi, tối tiếp tục. Các bạn thấy không, ra mồ hôi đã không? Đã chứ đúng không? Đầu tiên mình cứ nghĩ cái tích cực đã, còn những cái tiêu cực thì mình cứ từ từ tính sau, giải quyết vấn đề. Cho nên họ rất sợ những cái dự án ấy, nó đang đi giữa chừng xong nó chết. Cái dự án đang đi giữa chừng nó chết ấy, thì các bạn biết rằng là họ vừa mất tiền và họ không lấy lại được nữa. Còn nhiều người thì người ta cũng trả nhiều tháng được, nhiều tháng cũng ok, không có gì cả. Thực ra nếu mà bảo tâm lý mình không có nghĩ đến chuyện đó thì mình nói thật với các bạn là mình có đấy. Chính vì điều đó mình cũng theo dõi hàng ngày. Nhưng mình hy vọng như đợt update tới này, họ có những cái cách giải quyết của họ làm sao tốt nhất để mà những người tham dự, nhất đặc biệt là những người thời gian đầu mà đầu tư rất nhiều tiền ấy, họ có cái niềm tin trở lại, họ sẽ đầu tư trở lại. Rất tiếc rằng là trong cái dự án này mình không hiểu tại sao cái đội dev nó lại không bao giờ có chính sách cho những người bỏ tiền nhiều, mà cũng như là phải nói là khách hàng VIP, những người đã nâng level 30 mặc dù họ không được một cái gì cả, mất rất nhiều tiền trong lúc GST rất cao. Ok, hôm nay mình có những tâm sự nhỏ nhỏ thế thôi, vì mình cũng đi xong rồi. Từ mai mình sẽ có làm những cái chuyện tâm sự các bạn thực tế, kể cả buổi tối, hoặc là hỏi những người đang tham dự xem cái tâm lý thật của họ như nào. Đôi khi mình nó cũng không phải là đúng. Ok, xin chào và lại quý vị khán giả nhé. Mình là Dương, kênh Dương Béo, xin chào. Mong mọi người có những cái suy nghĩ tích cực. Còn lại thì rồi thôi, chúng ta vẫn phải tập thể dục. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.